xe phổ thông đây quý anh chị, quý nhà ơi. Hôm nay cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt vừa mới về giới thiệu đến quý anh chị, quý nhà chiếc CX5 sản xuất năm 2023, màu trắng, nội thất đen, cực mới luôn quý anh chị, quý nhà ạ. Chiếc này là chiếc CX5 mới lăn bánh có 6.000 km khi mà khách hàng chủ nhân cũ đổi lên GLC của cửa hàng em thì đã để lại và dành cơ hội khác đến cho các bác nhá. Mới đăng ký vào cuối tháng 8 của năm 2023 và nhận xe vào ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chủ nhân cũ, một anh khách hàng rất trẻ, sinh năm 92, mới lăn bánh được có 6.000 km, xe đang còn nguyên ni lông, không một vết xước dù là xước răm luôn. Đó, cực mới luôn nha quý anh chị quý nhà, mời quý anh chị quý nhà xem tổng thể. Khi nhận xe về thì anh ấy đã có nâng cấp lên cái bộ Absolute trong nhá. Bộ Absolute trong riêng biệt cho từng bánh xe. Chiếc CX5 2023 thì có đèn LED trên xi nhan gương này, bậc lên xuống cứng này, khi lên góc cánh cửa này, chrome chân kính này. Đấy, la răng này là la răng R10, la răng R19 inch quý anh chị quý nhà ạ. Đây, la răng R19. Đấy, lốp còn nguyên gai lốp luôn. Đó, rất đẹp luôn đúng không ạ? Anh ấy đã nâng cấp lên cái lúc lipo kép này. Đấy, nâng cấp lên lipo kép này. Gạt mưa sau, đèn phanh vây gió, anten vây cá là trang bị theo xe. Cốp điện nha quý anh chị quý nhà nhá. Cảm biến quanh xe, cốp điện. Đây, bên dưới này rất mới này. Đấy, bên dưới này rất mới luôn nhá. Đây, lốp dự phòng chưa hạ, đầy đủ phụ kiện đi kèm nhá. Thực sự xe mới á, xe nó mới lắm á, không có gì để trình bày quá nhiều. Đây, để em mở cửa ra cho quý anh chị quý nhà xem nhá. Đây, ghế da màu đen, khâu viền chỉ nâu rất cá tính. Đó, xe có trang bị cửa trời, cửa gió điều hòa cho hàng sau. Và đây, một bộ thảm sàn 6D còn chưa dính bụi. Đấy, bộ thảm sàn 6D còn chưa dính bụi luôn nhá. Đó, rất tuyệt vời, không gian rất rộng. Một chiếc SUV đến từ thương hiệu Mazda Nhật Bản, đóng cửa chắc lịch, cao su còn chưa có cái độ chưa có cái độ cứng luôn. Nó vẫn mềm, mềm như từ vừa nhà máy ra luôn quý anh chị quý nhà nhá. Đấy, hàng ghế trước đều trang bị chỉnh điện và ghế lái có nhớ vị trí này, có bơm lưng ghế luôn này. Đó, đây này, các mốc bảo dưỡng này. Xe vừa mới bảo dưỡng ngày xe là đang có lịch nhắc bảo dưỡng đến 6.000 km vào ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024 nha quý anh chị quý nhà nhá. Đó, xe thơm lức mùi nước hoa tinh dầu luôn. Đấy, áp số lốp trên này, thảm táp lô. Đó, có điều khiển giọng nói này, đàn thoại trên tay này. Đấy, cruise control này. Đó, tuyệt vời chưa quý anh chị quý nhà. Phanh tay điện tử Auto Hold hỗ trợ dừng đỗ nha. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đấy, càng ngày thì xe Mazda này nó càng nhiều option, thiết kế cũng càng ngày càng đẹp luôn quý anh chị quý nhà. Chiếc này là chiếc Premium 2.0 lít được trang bị loa bâu nhá. Được trang bị loa bâu nha quý anh chị quý nhà nhá. Đấy, đây này, khoang máy thì có gì mà phải xem đâu, xe mới mà quý anh chị quý nhà. Đấy, xe mới nhá, như nhận trong hãng ra luôn, không một vết xước luôn quý anh chị quý nhà ạ. Mới lăn bánh có 6.000 km. Mới lăn bánh có 6.000 km thôi. Hiện tại thì cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt đang bán và giao dịch đến quý anh chị quý nhà với mức giá là 825 triệu đồng quý anh chị quý nhà ạ. Mọi người có nhu cầu quan tâm sở hữu chiếc xe này, nhấc máy liên hệ ngay cho cửa hàng em theo số 0912669955 gặp anh Tuấn, hoặc em Thuận 0337904888 giao dịch xe trực tiếp tại cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt 79 Trần Thái Tông. Về chiếc xe này thì quý anh chị quý hàng cực kỳ yên tâm
khẳng định luôn là chưa một vết xước. Đấy, còn nguyên bảo hành hãng. Đó, còn nguyên bảo hành hãng và ly lông chưa bóc hết nha quý anh chị, quý hàng. Đó. Xin cảm ơn quý anh chị, quý hàng đã theo dõi video ạ. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại ở những video sau của em Thuật ạ.